Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tiền Giang, đài Kiên Giang và đài Đà Lạt. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, một đăng ký một like nha các bạn.